Em ăn xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng quý chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ngân Bất Động Sản nha. Đó thì hiện tại thì em ăn đang có mặt tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Chỗ em đứng là gọi tổ 2 Hòa Tây nha. Thì cái đường phía trước mặt quý chị là đường 2/4 nha quý chị. 2/4. Bên kia là đường Nguyễn Xiển. Chỗ này cái chỗ chiếc xe buýt đi ra đó là bến xe phía Bắc nha quý anh chị. Đó, hướng này đi về trung tâm thành phố này, cũng như là mình đi tới chợ Vĩnh Hải mất khoảng 1,5 km tới chợ Vĩnh Hải. Còn cái đường mà mình quẹo vô là đường Nguyễn Chích nha quý anh chị. Đó, cái đường này đường Nguyễn Chích nè, đường Nguyễn Chích. Đó, từ 2/4 mình quẹo vô đường Nguyễn Chích. Và cái lô đất mà em muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay nó sẽ nằm mặt tiền đường Nguyễn Chích nha quý anh chị. Đó, mặt tiền đường Nguyễn Chích. Đây em quay tổng quát cho quý chị xem nè. Đó, mặt tiền đường Nguyễn Chích nha. Đi ra 2/4. Đó, gần bến xe phía Bắc. Và cái lô đất mà em muốn giới thiệu quý chị hôm nay là nó là cái miếng này nha quý chị. Thì em đang cầm cái sổ trên tay nè. Này quý chị thấy nhìn thấy không? Diện tích tổng 155,9 m² nha. Đất ở là có sẵn là 155. Đất ở là có sẵn 150 m², còn lại đất trồng cây lâu năm 5,9. Đó. Cái miếng này thì là miếng nở hậu nha quý anh chị. Ngang là hơn 6,1 m và nở hậu là 6,9 m nha. Em đứng đây em quay cái tổng quan. Trên đất thì đang có sẵn cái nhà 2 tầng. Nhưng mà nhà cũ rồi nha, chủ yếu là bán đất thôi nha quý anh chị. Đó, ngang tới 6,1 m lận. Nở hậu là tới gần 7 m, mở hậu 6,9 m lận. Đó. Cái đường này nó sẽ thông ra và giao với đường Điện Biên Phủ nha quý anh chị. Thì vị trí này mình ra biển khoảng đâu 2 km nha. Đó, miếng này thì cực kỳ gần biển Nha Trang nha quý anh chị. Đó, miếng này đó, miếng đất này rất là đẹp. Có sẵn cái nhà rồi quý anh chị, giờ có sửa sang lại là mình ở thôi. Đó, miếng này thì giá đang rất là tốt, chủ đang cần tiền cho nên bán giá rẻ hơn xung quanh rất là nhiều. Chỉ có 50 triệu một mét vuông thôi nha quý anh chị. 50 triệu một mét vuông thôi, đảm bảo quý chị sẽ không kiếm được cái miếng nào mà có cái giá rẻ hơn cái lô này trên cái mặt đường này nha. Đó. Đường này đường rất là rộng nha, hiện tại rộng khoảng 10 m, 9 m rưỡi, 10 m đó. Đường này là hiện tại là đường bê tông nha. Đó, đường bê tông nhưng mà đường rất là rộng. Đó, miếng này rất hợp cho quý chị mua để làm xây cửa hàng kinh doanh, hoặc là mua đầu tư tích lũy tài sản. Đó, hoặc là mình có thể làm căn hộ mini để cho thuê. Đó, diện tích đất lên tới 155 m² lận thì rất phù hợp cho quý anh chị cô chú mình mua để mình xây cửa hàng kinh doanh, hoặc là mình xây nhà trọ nè cho nhân viên công nhân thuê, cho sinh viên thuê, hoặc là xây căn hộ mini, căn hộ homestay đúng không quý anh chị, căn hộ nghỉ dưỡng bắt mình nữa cho những cặp vợ chồng trẻ, hoặc là công nhân đồ cho thuê. Đó, miếng này rất là đẹp luôn, thổ cư 150 m² rồi. Em quay sơ sơ cho quý chị xem bên trong nha. Thì cái này chú ý bán đất thôi mà em quay cho quý chị chơi thôi. Sổ hồng chính chủ nha quý anh chị, em đang cầm nè. Đất rất là vuông vắn đẹp nha. Yếu là bán đất thôi, phía sau nè. Rất là vuông vắn đẹp nha quý anh chị. Sổ hồng chính chủ. Giá bán là 50 triệu mét vuông nha quý anh chị. Bao thuế phí sang tên nha. Đường cực kỳ rộng luôn. Giá chỉ có 50 triệu một mét vuông thôi. Giá đảm bảo tốt nhất khu vực này nha quý anh chị. Quý anh chị thứ hai nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha quý anh chị. Và nếu quý anh chị mình quan tâm và muốn mua cái lô đất này thì quý chị liên hệ sớm với em ăn nha. Số điện thoại Zalo của em là 0353687732. Quý chị quan tâm thì em sẽ gửi cho quý anh chị thông tin cái lô đất này nha. Lô đấy là đất rất là gần với bến xe phía Bắc, đường 2/4 cũng như là chợ Vĩnh Hải nha. Anh đi bộ ra thêm xíu nữa nè. Khu vực này thì cực kỳ là gần biển Nha Trang. Đó. Để em chạy xe ra biển cho quý chị xem nha. Bây giờ quý anh chị theo chân em đi ra
biển Hòn Chồng nha. Đó, em quay được buổi trưa. Đó, từ cái vị trí lô đất đi ra tới biển Hòn Chồng Nha Trang cho quý chị xem nha. Đó, đường này đường 2 tháng 4 nha. Đường kia là đường Nguyễn Xiển kìa. Đi ra nhà máy sợi. Giờ mình sẽ đi ra cái đường này để mình đi ra tới đường biển nha. Mình đang đi trên đường 2 tháng 4 nha. Bây giờ là bến xe phía Bắc. Bến xe phía Bắc với Nha Trang. Đó, bây giờ mình sẽ di chuyển theo cái đường này đi ra Điện Biên Phủ. Rồi mình sẽ ra tới biển Nha Trang. Biển Hòn Chồng nha. Cái hướng kia là mình sẽ tới chợ Vĩnh Hải nha. Giờ mình đi ra biển qua đường này nha, chỗ này có khách sạn nè. Bây giờ mình sẽ theo trong em đi ra biển nha. Hôm nay trời Nha Trang khá là mát, nên là không có mưa, cũng không nắng không ít, nên là em quay luôn. Miếng đất này rất là rẻ, cái mặt đường nó giá không dưới 65 triệu mét vuông nha mày, quý chị. Đặc biệt là cái chỗ đó thì nó vừa gần biển mà nó vừa gần đường 2 tháng 4 nữa. Cái đường Điện Biên Phủ này thì tôi phải nói rồi, giá phải trên 100 triệu, 150 triệu mét vuông. Bây giờ em sẽ đi theo cái đường này đi ra biển bình thường thôi. Đi tầm vài phút nữa thôi là mình sẽ ra tới biển Hòn Chồng Nha Trang. Chỗ này có trường quý chị, trường cao đẳng du lịch nha. Bây giờ mình sẽ đi ra cái đường này. Rất là rộng. Em nghĩ đường này rộng chắc cũng phải 22m, 25m. Đường nhựa, ô tô chạy vô tư. Cái đường Nguyễn Chất kia cũng thông ra tới biển được, nhưng mà có, nhưng mà cái đường nó lại không đẹp hơn cái đường này, cho nên em quay đi ra cái đường này luôn. Đường này có chút chút. Đường này thì tiện ích dân sinh rất đầy đủ nha, không có thiếu một cái gì hết. Cho quý chị mua đó định cư hoặc là đầu tư lâu dài. Sắp ra tới biển rồi nè quý chị, sẽ ra tới đường biển Phạm Văn Đồng nha. Kia là có tòa nhà Condotel La Luna và cái bến du thuyền. Đó, đường Phạm Văn Đồng nha. Đó, với những cái tòa nhà cao ốc, tòa chung cư căn hộ. Phía đối diện chưa phía mặt quý chị đó là tòa căn hộ của Mường Thanh Viễn Triều nha. Đó, cái tòa nhà phía trước kia là có những tòa nhà nổi tiếng. Quay thêm đoạn cho quý chị xem nha. Ở khu vực mình rất là gần biển Nha Trang luôn. Chỗ này có quán cà phê nổi tiếng nè, cà phê Duyên Hà nè, 28 Phạm Văn Đồng. Kia là biển Hòn Chồng Nha Trang. Chỗ đó có
có một địa điểm check-in rất nổi tiếng, đó là cái hòn còng giữa sen, nằm tới cái đồi La Gian. Đường này thì đường vàng thành phố Nha Trang rồi, nối thông với đường Trần Phú luôn. Em quay video hơi dài, quý chị chịu khó xem hết video nha. Em thích quay cảnh biển Nha Trang lắm. Tòa nhà căn hộ rất là nổi tiếng này. Đây là căn hộ đó, đây em quay cho quý chị xem nha. À, chỗ này có quán cà phê Nha Trang. Chỗ này rất là đẹp. Hôm nay em rất thích làm quay cái video dài. Đây là tòa nhà căn hộ. Đi thêm đoạn nữa nha em. Đó, được biển Nha Trang buổi trưa. Rất là mát mẻ trong lành. Quý chị nhớ like video, đăng ký kênh, ủng hộ cho em ăn nha. Để em xuất bản những cái video hay hơn, đưa đến cho quý khách hàng mình những cái lô đất đẹp hơn, ở những căn nhà đẹp hơn, để quý chị có thể mua ở, mua định cư, mua đầu tư trong tương lai nha. Đó, cái trước quý chị có tòa nhà to to đó là tòa nhà Mường Thanh Vĩnh Triều nha. Đó, em cảm ơn quý chị đã xem video này của em nha. Em cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ. Em chạy tới kia cái này em tắt kẹp. Ồ, tới đây tắt kẹp chị.